mọi người. Sao nay học online vẫn ổn nhỉ? Hay là lắc lên lắc xuống? Để coi coi. Mấy đứa có nghe cái tin là 15 tháng 9 đi học lại không nhỉ? Mày nghe tin đó không nhỉ? Unbelievable, 15 tháng 9 đi học lại. À không, chính xác tin là cái gì? Sau 15 tháng 9 thì học lại. Rồi, nó coi lại rồi. Từ ngữ câu từ đàng hoàng. Đâu rồi? Đây. Đề xuất cho học sinh ở vùng an toàn của Sài Gòn trở lại trường học 15 tháng 9 đâu ta? Ủa? Cái ảnh 15 tháng 9 nó mất tiêu rồi. Mất bố cả nó rồi à, nó tao lướt lướt xong rồi chưa lùi vậy à. Ok. Có kiến nghị học sinh vùng an toàn đi học lại, chính xác chính xác à. Xong rồi bắt đầu mọi người kháo nhau hỏi là vùng nào là vùng an toàn ở trong Sài Gòn. Lại mẹ tôi ơi, vùng an toàn trong Sài Gòn là vùng nào? Vùng xanh à? Trời ơi, không tin được. Nói chung là nó nhiều cái nó đẻ ra nhiều lắm. Ừ đúng rồi. Chúng ta nói đúng, cả Sài Gòn là vùng nguy hiểm mà. Trời ơi, Sài Gòn bây giờ là tâm dịch của Việt Nam mà. Ôi lại mẹ ơi, vùng an toàn. Ủa rồi sao nữa? Rồi bây giờ à, ví dụ như là cô Na đang học ở Nguyễn Chí Thanh đi, lỡ Nguyễn Chí Thanh ở trong vùng đỏ sao? Ôi má ơi, một người từ vùng an toàn chạy vào một vùng đỏ có phải là tự sát không? Trời ơi, thì vẫn đi học. Úi rồi ôi cô Trúc. Hoàng Hoa Thám, ừ Hoàng Hoa Thám khu cách ly, có thể nói như vậy, khu đó khu cách ly. Nhưng mà Nguyễn Chí Thanh chỉ là kế bên khu cách ly thôi đúng không? Ủa cái khu cách ly đó vẫn còn luôn à? Khoa vẫn còn luôn hả? Gắt vậy, vẫn còn luôn đó, gắt nha. Úi rồi ôi, lại mẹ nó kế bên thì luôn hả? Tao cứ tưởng là nó kế bên theo cái kiểu mà nhà tao với lại nhà của đầu xóm. Kiểu vậy thì tình, có nghĩa là gần gần nhau kế bên luôn à? Ác vậy. Ừ đúng rồi, trời ơi. Tất nhiên rồi, khu cách ly phải rộng lắm chứ. Trời ơi, phải đi 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 đến cả nửa cây mới tới chứ. À nửa cây hơi hơi lố. Chắc 300 400 m kiểu đó. Đấy. Ôi giời ơi, cô Trúc Trần là muốn muốn đi học rồi á. À, bay muốn đi học rồi mà. Muốn học lắm rồi á, lại hồn. Thật sự là đúng rồi. Tao cũng muốn đi dạy lắm lại lắm rồi. Tao cũng muốn đi dạy offline lại lắm rồi. Nhớ, tao rất nhớ những ngày tháng mà dạy offline. À đi lên gặp mặt học sinh rồi tám này tám kia, rồi bắt đầu ngồi đứng ra chế đề cho nó, làm cho nó nhức não một tí. Trời ơi sướng sướng. Trời lại mẹ ơi, học thể dục mà học online làm em mệt quá không tin được. Ok, gặp tao mà là hiệu trưởng tao bỏ ngay môn thể dục đi. Môn thể dục mà học online quỷ yếu gì. Rồi rồi bỏ thì lựa giáo viên thể dục không có lương à? Eo, không có lương thì trời ơi, bây giờ mà ai có lương được, thiệt tình không tin được. Ôi trời ơi này. Ok, bơi vào học cho mấy đứa nha. Giả sử như nha, giả sử như là 15 tháng 9, sau 15 tháng 9 các vùng an toàn của Sài Gòn, ta nói đại là vùng xanh đi à, các vùng xanh ở Sài Gòn được đi học lại. Ta nói cái khả năng đó rất là mong manh mày. Vậy thì tụi nó đi học sao giờ?
Một lớp 40 đứa có 23 đứa nằm trong, à không, 20 đứa đi. 40 đứa, 20 đứa nằm trong vùng xanh. 20 đứa còn lại nằm trong vùng đỏ. Cái lớp học gì vậy? Má ơi. Quách phường em vùng đỏ nhưng khu em vùng xanh thì có đi. Trời ơi lại mẹ rồi, thế mới chết chứ. Bởi vậy đó là bây giờ ai 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 phán được là vùng xanh hay là vùng đỏ, đúng không? Trời ơi. Chán. Nhà nước vớ va vẩn không à. Ừ đúng rồi, cô Lan Anh hơi bị tiêu cực ấy, nhưng mà thật sự là có lẽ đó có đúng đó Lan Anh à. Cuối năm mình mới đi học lại được. Đúng rồi, tiêm mũi 2, đúng đúng đúng. Tiêm mũi 2 cũng 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 khó lắm đấy. Thầy tao 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 chật vật lắm tôi mới tiêm được mũi 1. Thật sự như vậy. Thiệt tình. Chém thế chứ. Thôi. Rồi. Lại cosplay robot à hơn. À tháng 10. Ao ra vào lại thử coi na. Tháng 10 à? Ừ ok. Tháng 10 là đầu tháng 10, cuối tháng 10 là Lan Anh. Mà nghe ai bảo là Lan U hay vậy? Tiêm Trung Quốc thì tiêm thôi chứ sao giờ. Bây giờ chỉ có Trung Quốc thôi chứ Verocell gì đúng không? Bây giờ chỉ có Trung Quốc thôi chứ mấy cái Nhật rồi mấy cái Pfizer rồi Moderna của Mỹ thì ít lắm. Astra là của Anh nhỉ, của Anh hay của Nhật gì tao không nhớ nữa. Cái đó thì hiếm hơn. Trung Quốc thì đầy ra. Trung Quốc thì đầy ra. Tao nói thật đó là tao sẽ không tiêm của Trung Quốc. Nhất quyết không tiêm của Trung Quốc. Chịu sao giờ, đúng không, sao giờ khoa thật sự luôn á, chịu thôi. Nhưng mà những người đi làm á, những người đi làm là người ta buộc phải tiêm á khoa à. Thật á, tại vì nó sắp có một cái dự thảo, à nó có dự thảo chứ, nó có dự thảo và sắp trở thành một cái nghị định đó là những người muốn đi làm mà ra đường đi làm ấy thì phải đủ phải có chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu thẻ xanh. Lại mẹ đó giống như là đang thế nào nhỉ, sao ra quên rồi, đang đang định cư ở Mỹ vậy, trời ơi, chờ thẻ xanh. Má ơi, quách F0 mà âm tính rồi thì có đi học không? Có chứ, có chứ nè, có chứ. Đúng rồi, cách ly 14 ngày thì đi thôi. Thực ra khi mà âm tính rồi á thì mấy đứa coi thử cái thử chỉ số CT của mình đó, nếu như mà nó phù hợp để mà nó, có nghĩa là nó không còn khả năng lây nhiễm nữa thì đi học thôi, gì đâu. Đó thiệt á, F0 mà âm tính rồi thì nên đi học, cực kỳ nên đi học luôn. Tại vì sao? Cái người F0 là cái người khỏe hơn rất nhiều lần so với người chích hai mũi. Đâu được tiêm á, không cần tiêm luôn. À. Bay 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 cứ nói bạn bè bay á, ai bè F0 nó nói thiệt á, học sinh đầy F0 ra, học sinh ở Sài Gòn á với lại giáo viên Sài Gòn đầy F0 ra luôn. Người ta thống kê được đến 2.000 giáo viên ở Sài Gòn bị F0, đầy F0 đó gì đâu. Khi mà máy bay cứ nói bạn bè máy bay như vậy, khi mà mình bị F0 ấy thì mà âm tính rồi á, bị dương tính rồi 2 tuần sau là khỏi bệnh, tự khỏi bệnh, âm tính rồi ấy thì nó sẽ đi xét nghiệm, hiểu không? Đi xét nghiệm, ở trên cái tờ giấy xét nghiệm nó sẽ ghi âm tính. Ủa tiếng Anh nhỏ à? Alo? Mọi người có nghe rõ không vậy? Alo alo, mọi người nghe rõ đúng không? Ok, trời ơi sao kỳ vậy ta? Mạng à, chắc là mạng này rồi, chắc tại mạng á. Khi mà mấy đứa âm tính rồi á thì mấy đứa giữ lại cái tờ giấy khỏi bệnh á, cầm cái tờ giấy đó đi đường là được, hiểu không? Trời ơi, âm tính rồi, dương tính rồi, âm tính rồi, khỏi bệnh rồi, mắc chi đi tiêm làm gì nữa. Tất nhiên khi mà tiêm vào á thì nó sẽ không có vấn đề gì hết,
còn phản ứng phụ thì không biết được, không phản ứng phụ thì không biết được người âm tính người dương tính người này người kia có vaccine nó có phản ứng phụ sốt hay là đau nhức cơ thể gì đấy 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 thì chẳng biết được, tùy người ha. Nhưng mà ý là sau khi bị dính F0 rồi, bị dương tính rồi mà tiêm vaccine nữa thì cũng được, chẳng sao hết, chẳng sao hết. Ui bay, chờ tí cho tao có điện thoại bay ơi. Alo, xin lỗi, ai đầu dây vậy? À, bây giờ mình đang làm chắc có lẽ khoảng 9-10 giờ đêm gì á, mày gọi lại được không? Bố mày. Ôi trời ơi, cái thằng ở công ty tài chính nó gọi điện tao bây ơi. Dạ vâng, anh ơi, em ở công ty tài chính Capital, anh có nhu cầu vay vốn không? Tao lại mẹ tao rồi. Vay vốn cái con khỉ ấy, mày cho thì tao lấy, tao vay làm chi? Thiệt, rồi ok thôi, làm bài nha. Làm bài nha, làm bài nha. Rồi, chốt lại một câu nha, chốt đơn là một câu. Những ai bị dương tính rồi mà đã âm tính khỏi bệnh rồi thì giữ lại cái tờ tờ giấy khỏi bệnh của mình để mà đi đường. Ok không? Khỏi tiêm. Khỏi tiêm. Tất nhiên bay muốn tiêm cũng được, tùy bay. Không có vấn đề gì đâu, tiêm vẫn được thôi. Nhưng mà bây giờ tao nghĩ toàn là Verocell thôi, của Trung Quốc thôi. Chỉ có những người đi làm người ta mới bắt buộc phải tiêm. Còn đi học thì không biết. Thôi, cứ hy vọng là cô Lana nói đúng, khoảng cuối tháng 10 mới sẽ tiêm được mũi 2. Khoảng cuối tháng 10 mới sẽ tiêm được. Rồi, xem như tháng 11 mình lại bỏ thêm 2 tháng nữa, tháng 9 tháng 10 ráng học online nữa, rồi tháng 11 là mình được tới trường gặp bè gặp bạn, gặp thầy cô vớ va vớ vẩn. Ngon lành tuyệt vời đúng không? Đấy, học online nó mệt quá, học online chán quá. Mệt thì cũng mệt nhưng mà thật sự là học online thì tao thấy là tao mệt hơn gấp rưỡi khi mà học offline. Trời ơi. Tao ngồi tao soạn bài mà thấy bà luôn. Thiệt. Với lại chán lắm, trời ơi, ngồi đối diện cái màn hình nó teo teo huyền tèo. Teo huyền tèo thiệt tệ. Rồi. Ok, mình học cái gì? Hôm nay mình sẽ, thứ nhất mình sẽ trả nợ cái món nợ hôm bữa hai cái, một cái là đi chứng minh y thuộc CD, bác còn nhớ đó nhỉ? Đi chứng minh y thuộc CD và IC gấp đôi ID. Ok, đúng ta. Đúng không? Đúng rồi, IC gấp đôi ID rồi, ok. Cái thứ hai là cái vụ mà vụ nào ta quên rồi. Vụ nào mà cô Trúc làm được 16 bộ nhỉ? Vụ đếm, quy tắc đếm, ok không? Trả nợ hai đó đó. Trả nợ xong thì sẽ đi ôn. Mình sẽ đi ôn từ trên xuống dưới. Sao vậy? Robot nữa hả? Lại cosplay robot nữa hả Na? Ủa sao kỳ đó, sao mấy ngày hôm nay cô Na toàn bị ấy mà. Sao kỳ nha? Thôi ráng chứ sao giờ. Chỗ nào nghe giật giật, chỗ nào chưa thấm thì sao nhờ? Có lại bài nhá. Có lại bài. Ráng lên mày đó, ráng lên mày đó. Vài tháng nữa. 2-3 tháng nữa. Tháng 9 rồi, 11 12, 10 11 12, 3 tháng nữa hết năm. Đấy. Hết năm. Đấy. Hết năm thì mình lại đi học lại sướng. Rồi, làm nhá. Như vậy là mấy đứa ơi. Như vậy là bay ơi. Bây giờ mình sẽ đi chứng minh y nằm trên CD thế này này. Đâu, để tao coi coi. Đâu. Con y này là giao điểm của EB và GM. Đó. Đây, mình có này. Chứng minh thế này cho mấy đứa nha. Ta có y là giao điểm của EB và GM. Nghĩa là y nó sẽ thuộc hai con. Y thuộc hai con, thứ nhất y thuộc EB. Đấy là một.
Thứ hai, y thuộc gm là 2. Được không? Hai cái. Rồi, tiếp. Gm. Gm là nằm trong mặt phẳng. Gm là nằm trong mặt phẳng S. SBE. Đúng chưa? GM à no no bậy bậy. GM đừng lấy SBE bây ơi. GM lấy SBE rất là dở. GM là mình sẽ lấy mặt phẳng DGMC à, mặt phẳng DGMC nằm trong. Đấy, cái này khó đấy. Cái này hơi khó nhìn tí. DGMC. Ok không? Thế thì tại vì con GM này khi mà mấy đứa nối CM lên thì bốn điểm này sẽ đồng phẳng, đơn giản như vậy thôi. Đúng không? Bốn điểm sẽ đồng phẳng. Rồi, thứ hai, con EB này. Con EB này nó nằm ở trong cái mặt ABCD. Đấy, nằm trong mặt ABCD. Ok chưa? Thấy không? Đấy, mà cái này mình có thể làm nhanh được. Giao tuyến của hai mặt này là CD. Mọi người thấy không nhỉ? Mà hai thằng này giao lại, giao nhau là sẽ ra cái con DC. Đấy, bằng CD. Ok chưa? Cho nên chắc chắn 100% luôn là y này nó phải thuộc CD. Ok không? Này, làm rõ thêm tí nữa ha. Bây giờ ghi thêm dòng ở đây để rõ này. Ghi thêm một dòng ở đây trên đây, trước khi làm giao tuyến ghi thêm dòng nữa. Cho rõ nữa. Đây, khi y thuộc EB con mặt này, y thuộc GM con mặt này thì y nó sẽ nằm ở trong cái mặt ABCD. Dưới đây y nó sẽ nằm trong mặt DGMC. Ok không? Từ đây là mình sẽ suy ra con y nó là điểm chung của hai mặt ABCD và mặt DGMC. Đúng rồi, DGMC. Đấy, được chưa? Mà CD lại là giao tuyến của ABCD và DGMC, cho nên chắc chắn 100% luôn, chắc chắn 100% luôn, con y này nó phải nằm trên con CD. Được không nhỉ? Tại vì sao? Tại vì hai mặt phẳng khi giao nhau thì chỉ có duy nhất một giao tuyến thôi, duy nhất một giao tuyến thôi, mà cái y này là điểm chung nữa, cho nên chắc chắn 100% cái con y này sẽ nằm trên giao tuyến của hai mặt này, đơn giản vậy thôi. Ok không nhỉ? Đấy, đó là cách chứng minh. À, đây thực ra đây cũng là cách chứng minh đồng quy ấy mà đó. À, mình chứng minh ba đường GM, EB và CD, ba đường là đồng quy tại y. Đấy, ba đường nó đồng đồng quy tại y. Đấy, vậy thì có lẽ bỏ SI đi, không cần SI đâu. Thường là SI, không cần. Rồi. Đấy, khi mà y thuộc CD rồi thì dễ quá rồi. Đúng không? À, y thuộc CD thì quá dễ rồi. Đấy. Vậy thì mình sẽ đi chứng minh đường trung bình là hay nhất. Ok. Đúng không? Để coi coi làm sao để con E này là trung điểm của IB nhỉ? Con E là trung điểm của IB. Đi chứng minh cái chimorửa tam giác bằng nhau cũng được. À, mấy đứa có thấy không nhỉ? Mấy đứa có thấy tam giác ABE bằng với tam giác úi. Tam giác nào? ABE là bằng với tam giác D I E. Ok à? D I E. Được không nhỉ? Cạo cạnh đây. Đúng không ta? Cạo cạnh đúng không ta? Cạnh góc cạnh. No, góc cạnh góc thì đúng hơn. ED bằng với EA à, tại vì trung điểm. À, góc đối định.
Thấy không? Thấy góc đối đỉnh là đỉnh E không? Và cái con D này, góc D này với góc A bằng nhau sao đây trong? BAE với lại góc EDI bằng nhau sao đây trong? Ok guys. À, đây là góc cạnh góc nha. Góc cạnh góc. Từ đây là mình sẽ phán EI bằng với EB à, tại vì mình đã có Y thuộc CD rồi. Y thuộc CD rồi cho nên là cứ thế mà chơi thôi, cứ thế mà chơi thẳng hàng mà, Y CD thẳng hàng mà, cứ thế mà chơi thôi. Suy ra con EI nó sẽ bằng con EB, ok guys. À, từ đó mình sẽ có E là trung điểm của IB. À, cần không ta? Không cần. Vậy được, được rồi. Từ đó là mình đi làm đường trung bình nhé mấy đứa nhá. Đường trung bình trong tam giác I B C được không? I B C. Mình sẽ có ED song song với BC. E là trung điểm của IB nè, đây. Được chưa nhỉ? Cho nên suy ra D sẽ là trung điểm của IC. Đường trung bình của tam giác mấy đứa. À, làm nhá. Kéo lôi đầu xuống làm coi. Đây mấy đứa. Đi xét tam giác. Đây, cái này làm rõ ra nhá. À, cái này hơi nó hơi đặc biệt tí cần làm rõ ra. Đi xét tam giác IBC có cái chi, có hai cái. Thứ nhất là mình có Y là IE bằng với EB, E trung điểm nhá. E là trung điểm của IB. Đấy. Nè, tại vì EI bằng EB mà đúng không? Thứ hai là mình có song song ED song song với BC. Cho nên suy thẳng luôn, không cần suy ra đường trung bình đâu đó. Suy thẳng trung điểm luôn. Suy thẳng D là trung điểm của IC. Trời ơi, tao đang có cảm giác như là dạy lớp 8 vậy. Từ đó suy ra là gấp đôi thôi. IC bằng 2 lần ID. Thế là sao? Ok ông guys. Được chưa nhỉ? Ai còn lại này? Còn lại khúc của trên đây. Khúc trên này mới là quan trọng này. Ở đây đúng không ta? Đúng rồi, đây đúng rồi. Đấy, không, khúc này nè. Đấy, còn lại đây. Đấy không? Nhớ là cái mặt DGMC là có nha, nha. Bốn điểm đó đồng phẳng với nhau đấy. DGMC đồng phẳng với nhau. Tao cứ mong sao là đi đi học off càng sớm càng tốt. Hậu la chán quá. Xem lại cái đề. Qua á. IC bằng 2 là ID watt relay. À đúng rồi. À sorry, chỗ này là IC. À, ok. IC bằng 2 là ID, IC bằng 2 là ID đấy, IC bằng 2 là ID. Rồi rồi, nhầm, sorry. IC bằng 2 là ID đó anh. Chán ghê. Nói đằng xong rồi gõ một nẻo. Đúng rồi, IC bằng 2 là ID. Tại vì D là trung điểm của IC. Thành chưa? Được chưa? Qua nha. Coi nha mấy bồ ơi. À, khi mà mấy đứa học á thì cái phần mà tìm chứng minh thẳng hàng, 3 điểm thẳng hàng là một nè.
thứ hai là chứng minh ba đường đồng quy ha. Bài này chứng minh ba đường đồng quy rồi mới đó. Cái khúc này là chứng minh ba đường đồng quy nè. Đâu rồi, khúc nào rồi, đây đây khúc này nè. Đấy, rõ ràng là con y là giao điểm của EB với lại GM đúng không? Rõ ràng. Bây giờ mình lại đi chứng minh y nằm trên CD nữa, cho nên nghĩa là bài này nó giống giống cái bài chứng minh ba đường GM, EB và CD đồng quy với nhau. Alright. Đấy. Thế thì cái hai hai cái loại đó là khó. Hai loại đó khó, thậm chí có trường bỏ qua luôn. Tao nhớ là năm năm vừa rồi. Không, 2 năm trước. Năm vừa rồi, năm trước nữa. Năm trước nữa là có một con bé nó học Nguyễn Thượng Hiền đó, là nó bỏ qua phần đó luôn. Có nghĩa là ông thầy ông cho vài bài mới vá vẩn, xong rồi chị Phương Pháp làm xong rồi chẳng kiểm tra còn kiếm chiếc gì. Đúng không? Làm giống như là tự học ấy. Làm giống tự học ấy. Rồi, hai phần đó sẽ khó và có thể bỏ qua. Ok. Rồi, bây giờ đi làm cái thể loại ba số. Đây mà đó. Đây. Tao sợ mất thời gian cho nên là tao phải vẽ trước cho bay. Mấy đứa có thể nếu như bay lười á thì bay có thể chụp màn hình lại ha. Hay là bay lên coi lại cũng được, tùy bay ha, tùy bay ha. Đây. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau chia cho ba. Trong bài này mình sẽ đi làm phần bù. Ok không? Làm phần bù. Tại vì sao? Tại vì hôm bữa cô Trúc rất chịu khó ngồi ngồi thế nào nhỉ? Ngồi liệt kê ra 16 bộ. Đúng không nhỉ? Đúng Trúc nhỉ? 16 bộ đúng không? 16 bộ mà Trúc liệt kê đó là lục liệt kê 16 bộ khác nhau đúng không? Ví dụ như 1 2 3. Vân 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 đúng không? Trời ơi lại mẹ rồi, nó chịu khó dã man luôn. Trời ơi hay quá Trúc ơi. Về lại đếm được thêm 36 bộ đó à. Trời ơi con gái nữa xong chịu khó đó nè con gái. Hay quá rồi, trời ơi con gái nữa chịu khó vậy là hay rồi. 36 bộ à? Nói chung là nhiều lắm. Nói chung là nhiều lắm, nhiều lắm. Bình tĩnh mà đếm là nhiều lắm. Đấy. Vậy thì nhiều quá bay, đúng không? Nó nhiều quá cho nên thôi mình sẽ làm phần bù. Thì khi mà mấy đứa học lý thuyết mấy đứa ta biết rồi. Khi mà mình làm công việc đó mà quá nhiều trường hợp thì mình sẽ đi làm phần bù. Phần bù là sao? Mình sẽ đi tìm, thứ nhất tìm hai cái mấy đứa nha. Tìm hai cái, tìm. Tìm có tìm có kỳ quá, tìm hai câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất này. Câu hỏi thứ nhất là có bao nhiêu số? Có ba cái số, có ba chữ số chia hết cho ba. Ok, tìm cái tìm thứ nhất nè. Thứ hai để tìm có bao nhiêu số, tất nhiên số tự nhiên nha mấy đứa nha. Số tự nhiên nha. Số có ba chữ số. Có bao nhiêu số mà trong ba chữ số này nè sẽ có ít nhất hai chữ số khác nhau. Hai chữ số khác nhau. Xin lỗi, hai chữ số có giống nhau chứ. Ít nhất hai chữ số giống nhau. Ok không? Đấy, tất nhiên chia cho ba luôn. Chia cho ba. Đấy, được chưa? Tại vì sao mình lại tìm như vậy? Tại vì cái tập này nào mới đó. Cái tập hợp ba chữ số chia hết cho ba á được chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm này, đôi một khác nhau. Được chưa? Nhóm đầu tiên là nhóm đôi một khác nhau. Nhóm thứ hai là nhóm này sẽ có ít nhất hai chữ số giống nhau. Ít nhất hai chữ số giống nhau nghĩa là sao? Nghĩa là sẽ có trường hợp hai chữ số giống nhau, sẽ có trường hợp cả ba chữ số đều giống nhau hết. Ok không? Rồi sao rồi? Dễ thôi. Mình sẽ lấy cái tổng này nè. Cái tổng này nè. Đem trừ cái này đi.
thì sẽ được cái đáp án đề cần. Ok guys, ok guys, được chưa? À, đó là phần bù rồi đó. Phần bù là sao? Mình đi lại tìm nguyên một cái tổng, à, cái tổng thật là chung nhất luôn, thật là tổng quát nhất luôn. Xong rồi mình đi tìm cái thứ phủ định của nó, thì rõ ràng nè, có ít nhất hai chữ số giống nhau là phủ định của này cái gì nữa, đúng không? Phủ định của này, đấy. Xong lấy cái tổng trừ cái này thì ra cái này. Ok, bây giờ tìm này nhá. Ba chữ số chia cho ba, tìm cái này mới được. Đấy, tìm này nha. Đây. Bây giờ ba chữ số. Số có ba chữ số là bắt đầu từ số 100 đúng không? Cho đến số 999. Hợp lý chưa? Xin hỏi số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho ba là số mấy? Một hay ba? Ơi, 102. 102 đấy. Suy nghĩ thấu đáo lên, suy nghĩ thấu đáo lên. 102 hợp lý. 102 hợp lý chưa? 102, 101 đúng rồi, 102. Trời ơi, cô Lan Anh chưa gì, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Ok. Lấy mẹ ơi, Lan Anh nó ba chớp ba nhoáng 1 2 3. Xong rồi đến nhiễm nhiễm nó chọt tay vô 102, đến lượt Trúc Trần chọt vô 102, đến lượt Na chọt vô 102, giống như là ba đứa bạn của mình nó quay lại, mỗi đứa nó tán cho mình một cái vậy. Lại hồn. Ok, đồng ý, số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho ba là 102. Rồi đấy, dễ ha, dễ ha. Quá bị lag à? Alo alo, mọi người nghe không nhỉ? Ui ơi, nó lag rồi, trời ơi, chán quá, chán quá. Alo alo, nghe hết chưa, nghe hết chưa? Mọi người nghe chưa nhỉ? Alo alo, ai nghe? Ai nghe thấy comment chữ yes luôn. Ok đúng không? Ok đúng không? Rồi ok. Sao nhỉ? Có cần nói lại không ta? Yes, ok, yes. Yes or yes, what? Yes or yes, ok. Rồi, có hả? Có thì thực ra hồi nãy tao chọc quê Lan Anh thôi chứ nói lại chi? Hồi nãy tao chọc quê Lan Anh thôi chứ có gì đâu. À, có cần chọc quê lại không? Lại mẹ ơi. Ủa lại 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 lắc à? Trời ơi, nay chén giờ lắc hoài luôn hả? Ủa kỳ vậy ta? Không hiểu tại sao luôn á. Chưa mới đó. Con lành chưa? Lại mẹ tôi, tao nâng cấp rồi Tường ơi. Tao nâng cấp lên Nitro rồi. Mỗi mỗi tháng đóng 9 đô, 9 đô 9. Nâng cấp rồi, nâng cấp rồi. Teo nhỉ? Mọi người đã nghe chưa nhở? Chán ghê hồn. Nếu mà nâng cấp lên nữa thì nó có ngon lành không ta? Có thể là do mạng nhờ. Tại vì mạng mạng nhà tao cũng là cũng ngon mà, chứ đâu phải là giỡn đâu. Mạng nhà tao hôm bữa đo hình như là 150 sao, không nhớ nữa. Quách nói lại vừa hồi nãy. Lại hồn, tao không tin được. Trời ơi, vụ nãy có gì đâu. Thì tao hỏi là số nhỏ nhất có ba chữ số chia cho ba là nhiêu. Thì Lan Anh nó sến xa sến xác, nó bay vô nó nói là 123. Đấy, thì thật sự 123 chia cho ba thật sự như vậy. Nhưng mà nó không phải số nhỏ nhất.
Thế là Na nó mới bay vô là 102. Đâu rồi? Rồi Nhiến nó bay vô 102. Rồi Trúc là bay vô 102, giống như là ba đứa con gái quay qua tát vào mặt Na Na cái. Trời ơi, lại mẹ rồi. Vui vui dã man. Vui chưa? Vui chưa? Tiếp. Số nhỏ nhất. Số nhỏ nhất. Gì vậy? Có ba chữ số à, quên số lớn nhất chứ, sorry. Này chắc đâu còn hỏi đâu nhỉ? Hỏi là nó lại sấn xác lại lại bị chậm, nó lại khổ. Ba chữ số chia cho ba thì rõ ràng đây là 999 nha. À, số lớn nhất có ba chữ số chia cho ba là 999. Ok chưa? Đấy. Vậy nghĩa là một chuỗi số chia cho ba. Nè, liệt kê thử vài số nha. 102. Đúng không? 105, đúng chưa? 108 nhà. Rồi 1 110, 111 đấy, vân vân. Cho đến 999 đúng không? 996, 999. À, xin hỏi trong dãy số này có tất cả bao nhiêu số? Ai còn nhớ công thức hồi lớp 6 hay không? Cách đây 5 năm trời. Xin hỏi trong dãy số này có tất cả bao nhiêu số? Lắc à? À, nhớ công thức đâu? Đó. Tất cả bao nhiêu số? Ừ. Không mấy đứa. Nhiêu? 300 hả? Trời ơi. 300 là 300 chút à, chứ không phải là 300 hả anh? 50 50 à? No, đừng 50 50, 300. Đâu ra 300? 300 đâu ra? Chắc chắn mấy đứa sẽ nhớ công thức này, bảo đảm. Có ai nhớ trò này không? Mấy đứa nhớ mang máng được. Mang máng máng thôi, đúng không? 300 333 phú vị thật. Giống đếm phần tử. À thì đếm phần tử mà. Đúng vậy nhím. Đếm phần tử mà. 300 à, đây. Công thức nào bay ơi, bay thức nè, công thức nè. Công thức nha. À, lấy số lớn nhất đem trừ cho số nhỏ nhất. Rồi đem chia cho khoảng cách nha, nhớ chia khoảng cách nha bay ơi. Nhớ chia khoảng cách nha, cộng cho một nữa. Ok. Công thức đấy. Đây là công thức nha, đây là công thức nha. Đấy, bù lên. Đấy, công thức đấy. Vậy là thằng này sao có bao nhiêu số đây? À, số lớn nhất là 99 này. Đúng không? Đem trừ cho 102. Đấy. Rồi chia khoảng cách, chia 3, đúng không? Giữa thằng này là 3 nè, 3 nè, 3 nè, đúng không? 3, 3 đến vậy. Chia 3 rồi cộng thêm 1 nữa là ngon lành. Nhiêu mấy bộ? Ấy, đúng rồi. Đây. Loạn cả lên. Đây. Này này này. Trừ cho 102 chia 3 ra là cộng 1 vô. Chẵn luôn 300, tuyệt vời nhá. 300 300 300. 300 con, ok chưa? Xong. Rồi. Được chưa? Tóm lại, mình đã trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi, có 300 số chia hết cho 3. Được chưa? Có 300 số, có 3 chữ số chia cho 3. Ok chưa? Rồi. Cái này là cứ làm ngoài nháp cho mấy đứa nha. Ba thứ đồ yêu này đừng làm trong vợ trong trong bài ha. Làm ngoài nháp luôn, làm ngoài nháp. Đây. Dạy này. Có phản luôn, có 300 số chia hết cho 3. Số 3 chữ số nha. Có 3 chữ số. Đấy, chia cho 3.
Mấy đứa có thể liệt kê ra ở 102, 102, rồi 10, 105, đúng không? Rồi chấm 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 cho đến quá nhiều vậy, cho đến 999, ok chưa? Đấy, tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai có bao nhiêu số chia hết cho 3 mà có ít nhất hai chữ số giống nhau? Đây, muốn trả lời câu hỏi thứ hai này mới nên lật lên cái bảng trên đây này. À, cái bảng này mấy đứa có thể coi lại hoặc là chụp màn hình lại cũng được, vô tư. À, vô tư mấy đứa ha. À, tao ngồi tao rị mò tao thử cho bay hết rồi, cho nên bay đừng lo, cái này đủ hết. À, đủ đủ. À, còn nếu như mà ai không tin đấy, à, ai mà có cái máu nghi ngờ trong người mình cứ về liệt kê ra nhá. À, rồi đây. Đây, thấy không mày, đưa thấy không? Nó có hai loại. Một loại là có hai chữ số giống nhau, ví dụ 003 này. Đấy. Rồi ví dụ như 552, thấy không? Hoặc là 885, ví dụ vậy. Loại thứ hai là gì? Loại thứ hai là cả ba chữ số đều giống nhau hết. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 vân vân đến 99. Ok guys. À, rồi. Tại sao lại có màu trắng, màu vàng, màu xanh? À, này nhá. Đây chỉ là bộ số thôi nha mấy đứa nha. Được chưa? Đấy chỉ là bộ số thôi. Đấy chỉ là bộ số thôi. Màu vàng, màu trắng, màu xanh nghĩa là sao? Này nhá, nghe nhá. Nghe này. Màu vàng, cái bộ số màu vàng á là cái bộ số chỉ cho ra một số duy nhất thỏa đề thôi. Cái đề là cái này nè mấy đứa. Cái đề là cái này nè. Ba chữ số chia hết cho ba, trong ba chữ số đó có ít nhất hai chữ số giống nhau, đúng không? Mày có nói tao này, mày có thấy tao nói hợp lý không? Ví dụ nha, 003 nè, 003 thì mình chỉ cho ra đúng một số thôi là số 300, hợp lý không? Thế thì làm gì mà có số 030 được? 030 thì làm sao mà ra được số có hai chữ số, hợp lý chưa? Đấy, đấy, tương tự cái số 111 này thì chính nó gì nữa, đúng không? Đúng không? Bay còn xếp 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 sắp xếp gì được nữa, đúng không? 11 giống y chang nhau còn sắp xếp được nữa. Rồi, cái số số nào nữa? Ví dụ số 009 này. Số 009 thì chỉ có thể đẻ ra một số thỏa đề là 900 thôi, 900 hết rồi. Làm sao mà có số 090 hoặc là có số 009 được? Có hợp lý chưa? À, cái ô màu vàng là cái ô đẻ ra một số thỏa đề. Nắm được không? À, ô vàng. Ô vàng là ô có một số thỏa đề. Đấy. À, một số thỏa đề. À, không, đừng nói thỏa đề, ghê quá. Thỏa cái thứ hai đi, thỏa cái thứ hai, được chưa? À, cái thứ hai là cái gì? Cái thứ hai là cái này này. À, có bao nhiêu số, có ba chữ số chia hết cho ba và có ít nhất hai chữ số giống nhau. Ok không? Tiếp tục nè. Ô màu xanh. Ô màu xanh là cái ô mà sẽ có cho ra hai số thỏa cái điều thứ hai. Bạn thấy hợp lý không? Ta đơn cử một ô màu xanh nha. 330. Đây là một bộ số bay ơi, bộ số nha, cho nên bay thấy là bay có cái space á. Có cái space là cái gì ta quên rồi. À, cái khoảng cách, giữa hai chữ số á, bộ số nha. Rồi 330 nè. 330. 3 3 0 thì nó sẽ cho ra hai số. Số nhất là cái gì? 330. Số thứ hai là cái gì? 303. Hợp lý chưa? Thế thì cái số 033 là vứt rồi, đúng không? Số 033 làm gì mà ba chữ số được? Dạ. Đấy, ví dụ vậy nha. Rồi tiếp nè. Còn là cái ô màu trắng. Ô màu trắng. Đấy, ô màu trắng là cái ô mà cho ra ba số thỏa đề. À, chính xác là ba số thỏa ý thứ hai. Tao cứ thế thỏa đề chém thiệt. Đây. Có đúng chưa? Ba số thỏa ý thứ hai. Tại vì sao? Đơn cử một số nè. Ví dụ 336. À, số 336 nha, cái bộ 336 thì nó sẽ cho ra ba số. Thứ nhất là số 336. À, thứ hai là số 363. Ok guys, hợp lý chưa? Và cái số thứ ba chính là số 633.
Hợp lý chưa? Rất hợp lý đúng không? Ba số. Ok chưa? Rồi. Vậy từ cái bảng này là mình sẽ có tất cả bao nhiêu số thỏa cái ý thứ hai này. Đấy, làm nha mấy đứa nha. Đây. Có chà. Nhờ chắc là phải copy cái bảng xuống làm cho nó sướng nha. Chứ để anh đây lướt lên lướt xuống mệt quá. Copy xuống. Copy sao ta? Đây à. Tao điên máu rồi, tao chắc tao phải nâng cấp cái Discord lên thành lần nữa quá. Để tao thử coi, nó cấp hình như chỉ có hai cái có một lần nâng cấp à. Tao nhớ là vậy á. Không nhớ nữa. Có hôm bữa không cách đây cũng khoảng mấy tháng rồi đó, tao nâng cấp một lần là lên Nitro rồi. Lên Nitro rồi. Nitro rồi. Nên đi cho nên nó mới mới ra ra mấy cái con mà màu xanh dương á, bay bay thấy có cái lá trên đầu nó vẫy 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 đó đó, lên đi cho nó mới có mấy mấy con đó được. Lại hồn, với lại nó có một số ví dụ như là kem gùn gì chẳng biết. Đây chỗ này nha, có bao nhiêu số rồi coi nha. Này hồi nãy tao mới nói gì ta, ô màu vàng cho ra một số, cho nên có bao nhiêu ô màu vàng tất cả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ô màu vàng nghĩa là sẽ cho ra 12 số mới nắm được không? Để em cộng cho. Ô màu xanh có cho ra 2 số. 1 ô màu xanh, 2 ô màu xanh, 3 ô màu xanh. Mỗi ô như vậy cho ra 2 số, nhân đôi lên. 3 nhân 2 lên. Đấy, chắc là nắm được rồi nhà, dễ mà. Ô màu trắng cho ra 3 số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ô màu trắng. Đem cộng cho 18, đem nhân cho 3. Ủa rồi ơi, đem nhân cho 3, nhân cho 3. Thì mình sẽ ra được số, các số có 3 chữ số chia hết cho 3. Trong 3 chữ số đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau. Ok guys. Mưa hưa nhân cho 6 nhân cho 18 nhân ủa nhân nghĩa gì, cộng a 12 lỗ rồi đó, lũ rồi đó, cộng 6 cộng cho 18 nhân 3 54, bao nhiêu số vậy bồ? 72 số tất cả. 72 số à, 72 số chia hết cho 3 mà có ít nhất hai chữ số giống nhau. Đấy. Và như đã nói mình sẽ lấy cái tổng này nè, 300 ba xị trừ cho 72 thì sẽ được có 300 trừ 72 là nhiêu ta, 300 trừ cho 72 thì bằng 228 số. 228 số. Có 3 chữ số. Đấy, coi như là kết luận ha, có 3 chữ số. Khác nhau đôi một. Và chia cho 3. Đấy, khi đi làm bài mới đó chỉ cần làm 3 dòng này thôi. Là được rồi. Đấy, được rồi. À, thật ra tao nói thật đó là chẳng ai cho đề kiểm tra là cái bài đâu. À, bài này chỉ là bài tập thôi, đơn giản thôi để mà mấy đứa luyện cái tư duy đếm thôi, chứ không có cho kiểm tra bài này đâu. Cho cái bài kiểm tra này bay ngồi bay liệt kê này chắc chết à. Đúng không? Liệt kê chắc chết là lại mẹ tao tao liệt kê mà tao vừa liệt kê và vừa vừa coi thử có trùng nhau không á. Mẹ ơi tao 15 phút. Thằng thì con nó mới nói xong mày lại hỏi lại khóa à, bài này không thi đâu. Bài này không thi đâu. Nếu có thi, nếu như có thi thì nó thi như vậy nè, bài thi nó như vậy nè. Đề thi nó vậy nè. Nó cho tập A. Tập A là gồm gì? Ôi trời ơi, mẹ ơi chú Tường câu cuối đó hợp lý đấy. Tập A là gồm số 1, số 2, số 3. Ê, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ vậy. À,
Nó nói là từ tập A. Từ tập A lập được bao nhiêu số? Có ba số tự nhiên nha mấy đứa nha. Có ba chữ số khác nhau đôi một. Khác nhau đôi một và chia hết cho ba. Đấy. Bà thấy như vậy đó, nếu như có thì nha. Nếu như vậy nè thì mấy đứa thôi, mấy đứa đi lập làm phần bù làm gì? Đúng không? Đừng làm phần bù này. Mấy đứa đi liệt kê ra ví dụ như những bộ số á. Liệt kê ra những bộ số chia hết cho ba, ví dụ như là 1 2 3 giống như cô Lan Anh nè, thấy không? Bộ số 1 2 3 nè. Đấy liệt kê ra. 1 2 3. À, rồi gì nữa? Rồi 1 hết rồi à? 1 2 3. Rồi 2 3 4 à? Ừ 2 3 4, ví dụ vậy. Đấy. Rồi ok, vào học nhá Thảo nhá. À, rồi 135 ví dụ vậy. Đấy, liệt kê ra hết ra. À, 135 đấy, liệt kê ra. Ok không? Cái gì thật ra nãy em nhắn 123 là do em nhìn tới trước được tương lai. Lan Anh ơi, Việt Nam bao giờ hết dịch Lan Anh ơi? Mày nhìn trước tương lai dùng tao cái, mày nhìn cái tương lai nó gần gần một tí Lan Anh ơi. Trời ơi, mày nhìn vào tương lai mày bảo Việt Nam đến năm 2022 mới hết dịch chắc chết cha cả đảm hết Lan Anh ơi. Mày hay quá con ơi, nhìn trước được tương lai. Bố nó thiệt tình. Không tin được học trò tôi. Ừ thì tất nhiên rồi, ai chẳng biết là Lan Anh nó đang bị quê rồi, nó chống quê nha. Trời ơi, à nè rồi ok chưa ha, khi mà đi thi làm bài này nha, khoan nha. À, thì liệt kê ra xong rồi nè, thằng này từ bộ số này sẽ có ba số chia cho ba, thả đề này ok không, ví dụ như là 1 2 3. Ủa khoan, ba số mấy số? À, không không, sao ba số được, 6 số chứ, 6 số được nha, 6 số được, 6 số được, không được ba số đâu nè, nó liệt kê bay xem nè. À, ví dụ số 123 đúng không, 132 số nào nữa, 213 số nào nữa, 231 số nào nữa, 312, 321 đó, tất cả 6 số đúng rồi. Quy tắc đếm á Thảo, quy tắc đếm á. Hôm bữa có một câu bị vướng à, hôm à, có lại bài à, hôm bữa à, hình như là Thảo vắng nha à, thì có lại bài nhá. À, quy tắc đếm á, quy tắc cộng, quy tắc nhân á. Úi rồi chắc là à, trường đã học rồi nha, trường cô Thảo chắc học gần à, chắc xong quy tắc đếm luôn rồi quá. Úi rồi mẹ ơi, mới kiểm tra không tin được, trời ơi má ơi, má ơi. Ok, có gì ở trường à, ở trường có gì thắc mắc hỏi Thảo ơi nha. Trường Thảo nó học lẹ quá bay ơi, trời ơi nó học lẹ hơn bay, nó chắc bay chưa học xong cái lượng giác nữa. Ok à, trường ai mà học chậm hay là học lẹ hơn hay là như thế nào đó, cái tiến trình mình học ấy nha, quá trình mình học á, thì mấy đứa có cái thắc mắc gì thì mấy đứa cứ hỏi nhớ nha. Rồi à, tao mới nói đến đâu à, đây, thằng này là ra được 6 số, thằng này cũng ra được 6 số luôn, thằng cũng ra được 6 số luôn, tất cả là 6 6 6 3 3 6 3, 18. 18 còn tất cả. Ok. Đấy, được chưa? Rồi, đấy chốt nha. Chốt nha, chốt bài này 228 con nha. À, còn cái bài này là bài 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 1 bis đi ha, bài 1 bis. À, bài 1 bis. Ok, bài 1 bis. À. Đấy, rồi, thì đề thi nó như vậy thôi. Ok, rồi. Rồi tiếp nha. Bài nó nhìn loạn quá. Nè, lời giải bài này chỉ có 3 dòng thôi. Ok không nhỉ? Đấy. Tiếp nha, tiếp nha. Tiếp thôi, bài 2, bài 2. Ủa mà sao trường Thảo học lẻ Thảo? Thật tình. Mới lớp 10, mới tháng 10 không mà đã à, quên chưa đầy tháng 9, trời nó học sớm dã man. Sớm dã man, chắc đầu tháng 10 kiểm tra giữa kỳ luôn quá. Thiệt tình. Chắc 2 tuần nữa kiểm tra giữa kỳ rồi Thảo. Dạ. Má ơi, học đầu tháng 7. Lại mẹ. Unbelievable. Ok, đầu tháng 7 học.
À tháng 8 học chính thức à? À vậy là chính thức trước trước các trường khác cả tháng mà hợp lý rồi. À rồi ok. Rồi. Thôi. Cứ dĩ theo thôi, chỗ nào không hiểu cứ hỏi. Rồi. Bài 2 mấy đứa. Giải phương trình sau trên cái khoảng 0,200 pi tính tổng các nghiệp. Đấy. Bài này thì nó là chỗ này. Thực ra cũng chẳng là ông bữa làm hai câu thì phải. Và tính tổng các nghiệp nhá. Nào, giải trước đã. Đầu tiên mấy đứa cần giải ra tính gì tính. Giải nào. Đâu? Cho xin vào dấu tương đương ơi. Rồi. Giải này dễ thôi. Đây. Này mấy đứa ơi, trời ơi, bay 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 làm bài bay cần biết là nó tại sao nó ra như vậy nhá. À, đây là phương trình đặc biệt của lượng giác cos bằng 1 thì mình sẽ đi bấm máy shift cos của 1. Đây, bấm này shift cos của 1. Thì nó ra là 0. Thằng này là cái đầu của mình. Được chưa? Vậy là thằng pi chia 6 trừ cho 2x nó sẽ bằng 0 cộng cho k2π, nắm được không? Tại sao k2π vậy? Tại vì đây là bằng 1 cho nên là k2π. Còn chỗ này là bằng trừ 1 thì cái này là k2π luôn. Chỗ này bằng 0 thì cái này là kπ. Ok guys, có ba cái thôi. 1 trừ 1 0 hết rồi. Đúng không? Trời ơi bay học sao mà bay coi lại bài xong rồi. Tại sao chỗ đó ra cái gì vậy? Tại sao chỗ đó là bi chia 2 cộng cả bi? Tại sao chỗ đó là cả bi? Thiệt tình, bay cần phải biết lý do. Trong tất cả các câu hỏi why là câu hỏi quan trọng nhất. Nhớ lại. Biết lý do giùm. Rồi, cách thuộc Z. Ok guys. Bây giờ giải x thôi. À, chuyển qua chuyển lại chia qua chia lại vậy mình được x là bằng pi chia 12 trừ cho kπ. Đúng ta. Đúng rồi. Đúng rồi, pi chia 12 trừ kπ. Cả độc z. Rồi. Mà con x của mình, con x của mình nó lại chạy ở trong cái khoảng từ 0 cho đến 200 pi. À, cho nên bây giờ mình sẽ cho cái nghiệm này nào mấy đứa. Pi chia 12 trừ kπ nó nằm ở giữa này. À, kẹp giữa 0 đến 200 pi. Thế thôi, đơn giản lắm. Suy ra là 0 này nhỏ hơn một bằng này pi chia 12 trừ kπ nhỏ hơn một bằng 200 pi. Ok guys. Rồi. Pi nè, nhiều pi quá, chia hết toàn bộ đi. Chia hết toàn bộ đi. Dễ lắm mấy đó. À, tao phải đánh 3 lần à. Không này nhỏ bằng 1 phần 12 trừ cho k nhỏ bằng 200. Ok guys, bây giờ tìm k thôi, tìm k đi, tìm k đi, tìm k. Dễ thôi chứ có gì đâu, mới đẩy 1 phần 12 qua bên trái nè. À, làm từ từ vậy ha. Trừ 1 phần 12 này đúng không, đẩy sang bên trái này. Nhỏ hơn bằng trừ k. Rồi. Lấy 1 phần 12 này đẩy sang bên phải luôn, đẩy sang bên trái và bên phải luôn. Nhỏ hơn bằng 200, 200 trừ 1 phần 12 ra nhiêu bồ? 200 trừ 1 chia 12. 2399 phần 12 á. Ôi giời ơi, lấy luôn ha. 1 rồi lấy này được vậy. 2399 phần 12. Lát tính ra thập phân xong 2399 phần 12. Ok, chia chiếu trừ qua nhá. Chiếu trừ qua luôn.
Chia dấu trừ qua là mình sẽ đổi dấu và đổi chiều 1 phần 12 này. 1 phần 12 rồi gì nữa? Đổi dấu thành nhỏ bằng, lớn bằng chứ. Lớn bằng K. Lớn bằng trừ cho 2399 phần 12. Đấy, dẹt. Rồi, 1 phần 12 là bao nhiêu vậy? À, cái này là nhiêu đây? Cái này là 199,91. Rồi đấy, 2 bán 9 và 12. 1 phần 12 này đẩy sang đều bên phải. 1 phần 12 đẩy sang phải này. Thì lấy 200 trừ cho 1 phần 12 thì được 2399 và 12. Chỉ với đổi dấu thôi. Đơn giản. Ok. 1 chia 12 này là 0,08. 0,083. Hai ba chín phần 12 là bao nhiêu nhỉ? Nãy mới làm xong. 199,92. 199,92. Đấy. K là thuộc Z nha mọi đứa nha. K thuộc Z nào thấy không? À, K thuộc Z cho nên đi kết luận vô K là những số nào. Dễ mà. K K bằng K thuộc chứ. Đầy ra mà. Ô cái này dấu trừ chứ. Sorry, cái này dấu trừ. Vậy là mình sẽ lấy trừ 199. Họ lấy không? Trừ 199. Tiếp tục trừ 198. Vân vân vân. Cho đến nhỏ hơn bằng 0,083 à. Nghĩa là lấy số 0. Có lấy số 0 nha. Không lấy số 1 nhưng mà có lấy số 0. Đến không? Đấy, ok chưa? Được chưa nhờ? Không? Vậy là mình sẽ có cái nghiệm, vậy kết luận nghiệm vào nha. Vậy nghiệm x của mình, nó sẽ nằm ở trong cái tập sau. À, nằm trong cái tập bi chia 12 trừ cho KB. Với K. K là nó nằm ở trong cái khoảng từ mặt vuông nhá. Từ trừ 199 cho đến con 0. Đấy. Được chưa? Được chưa? Nghĩa của mình đó. Nghĩa là x nó bằng bi chia 12 cộng 199 bi. X nó bằng bi chia 12 cộng 198 bi. Không, mình cứ thế k bằng trừ 199 trừ 198 vân vân cho đến không vào đây thôi. Đấy. Thì sẽ được các nghiệm của nó. Có tất cả là 200 nghiệm. Ghê thật. Có tất cả 200 nghiệm lực đúng không? Từ 199 cho đến 0 là 200 con, 200 số, hợp lý chưa? 200 số. Rồi. Bây giờ đi tính tổng quán nghiệm này. Tính tổng quán nghiệm nha. Tổng quán nghiệm này nghiệm tổng S. Trời ơi, tổng S mệt đây. Tổng S nó sẽ bằng, nếu như mình liệt kê ra khoảng 2 3 con gì đấy thì nó sẽ bằng bi chia 12 cộng cho 199 bi một con nè. Thấy không? Đây là một nghiệm nha. Là một nghiệm của mấy đứa nè. Đấy, cộng cho bi chia 12 cộng cho 198 bi. Đấy. Rồi lại cộng cho vân vân vân. Đấy, cộng 200 con lại. Ok chưa? Con cuối cùng là bi chia 12 cộng cho 1 cộng cho bi, đúng không? À. Cái này là con cái cuối, con cuối cùng chứ. Cuối cùng nè, con cuối cùng là con K bằng 0 á, con cuối cùng là con K bằng 0 nè, đúng không? Thế vào đây thì nó ra bi chia 12 thôi, đúng không? Bi chia 12 rồi. Ok guys. À, đây là cái thứ mình cần tính. Ghê gớm chưa?
Kinh khủng. Đây, mình sẽ quay về tuổi thơ ngày ấu của mình. À, đây là một bài toán hồi lớp 6 mới đó từng học. Đây là một bài toán hồi lớp 6 mình học. Đấy, làm thế nào nhá? Đây. Như đã nói là từ cái cục này đến cục này là có tất cả 200 con. Đúng không? Trừ 199 cho đến 0 là 200 con chứ nhiêu nữa. À. Vậy là nó sẽ có 200 con bi chia 12 lượt. 200 con bi chia 12 này đi lấy 200 nhân thẳng cho bi chia 12 luôn. Đấy, được khúc đó đã tính gì tính. À, rồi tiếp tục. Thì có phải là nó còn sót lại 199 bi, 198 bi, 197 bi cộng cho đến 0 bi ở đây. À, cộng đến bi chứ. Cộng đến bi ở đây. Hợp lý chưa? À, vậy là bây giờ mình rút bi ra đi. Đúng không? Rút bi ra thì trong ngoặc của mình nó sẽ còn 199 này cộng với 198 này cộng với lại chấm 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 vân 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 mây 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 này cộng với bi cuối cùng là cộng với số 1. Hợp lý chưa? Đi rút bi ra đó bay. Được chưa? Vậy thì mình chỉ cần đi tìm cái lượng này là bao nhiêu là ngon lành nè. Tiền lượng này thôi là bao nhiêu là ngon lành. Được không? À, tiền lượng này dễ lắm, có gì đâu, không khó. Đây, để tao lùa cái ức của bay về. Bây giờ đi làm ngay trước nha. 200 mà chia 12 là bằng bao nhiêu, làm luôn nhá, còn để nó thì mệt quá. 50 phần 3, 50 bi chia 3, ok không? Cộng cho. Bây giờ đi lượng làm cái lượng này này, bi đâu rồi? Đây. Đây. Mình sẽ bắt cặp lại mấy đứa ơi, bắt cặp lại nhá. 199 với 1. 198 với 2. 197 với 3 vân vân. Ok không? 199. 199 cộng 1 cộng với 198 cộng 2 cộng với vân vân vân. À. Ai cho biết dùm cái cặp cuối cùng là thằng nào cộng với thằng nào vậy? Ai còn nhớ cái trò này? A hi hi. Còn ai nhớ chăng? Thằng nào cộng với thằng nào? Suy nghĩ thử coi. Nhiêu? 102 cộng với 98 à? 102 cộng 98 hả? Hợp lý không nhỉ? Một lẻ hai cộng 98. Làm sao để ra cái đó nhỉ? Đâu? À, từ 199 này đến 1 là tất cả là 199 con đó mày. Đúng không? Này ghi ra nè, từ 199 cho đến 1 là có tất cả 199 con. À, 199 số. Đấy, nghĩa là bị lẻ rồi. Đúng không nhỉ? Nếu mà bị lẻ như vậy thì mình cần tìm cái số ở giữa, cái số chính giữa. À, số chính giữa. Số chính giữa là số nào? Số chính giữa là số nào? À mày đó. Hê. Số chính giữa là số nào? 100. Hay dở? Hay đó. Làm sao tìm được số chính giữa? Dễ lắm mày đó. Đi lấy số lớn nhất 199 cộng với số nhỏ nhất là 1. Chia đôi ra là số chính giữa thôi, đúng không? Số chung mình cộng ấy. Đấy, 100. À, ừ, đấy, có biết cái quy trình làm chưa? Có biết quy trình làm chưa? Nghĩa là đầu tiên là mình phải coi là từ này từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất thì nó có tất cả bao nhiêu số. Đấy, 199 số. Vậy nghĩa là bị lẻ mất tiêu rồi. Được không? Bị lẻ mất tiêu rồi. À, vậy mình cần tìm số chính giữa. Số chính giữa là 100. Cái số số lẻ nè.
Thằng này mình không cộng với con nào hết, được chưa? Nó đứng rẻ lên một mình. Đây, cộng cho 100 riêng nó này. Đấy, cô đơn. Con em gái cô đơn cộng 100. Đấy, đấy, con em gái cô đơn. Đấy. Vậy nghĩa là hai số hai bên 100 là 99 và 101 là cặp cuối cùng. Đấy, được chưa? Được chưa? Ok guys. S bằng. Tiếp thôi. 50 bi chia 3 cộng cho bi. Rồi. Này 200 nè, này 200 nè. 200 này 200, trong đây cũng 200 luôn đúng không? Toàn là 200 hết. Đấy. Vậy nghĩa là 200 cộng 200 cộng cho chấm chấm vân vân mày mày mà có bao nhiêu số 200 mày được? Xin hỏi có bao nhiêu số 200 tất cả vậy? Có bao nhiêu số 200 cộng lại tất cả với nhau vậy? Hả? Nhiều, 99 con hả? Đâu ra 99 con? Này rất dễ mà đó. Từ con lớn nhất cho đến con nhỏ nhất có 199 số. Bỏ số chính giữa đi là còn 198 số. Chia ra từng cặp một. Tất nhiên mỗi cặp là hai con. Vậy đem lấy này chia đôi ra thì được số cặp 99. 99 cặp. Mỗi cặp tổng là 200. Nhân vô. Đấy, nhân vô là xong. Nhân 99. Xong rồi. Tìm S thôi. Kết luận nha, S bằng. Bấm hết toàn bộ ra là xong. Đâu, 50 phần 3 đem cộng với 200 nhân cho 99 cộng cho 100 là xong. À, lắc à. Ui rồi hết. Nay hôm nay mày lắc dữ trời. Thôi đúng lắc luôn á. 59750 phần 3. B. Sao? Đây là tổng. Nó bị lắc á Thảo ơi. Rè á hả trời? Trời, vừa lắc vừa rè luôn hả? Sao ác vậy? Điền máu thiệt. Trời ơi, lại mẹ đôi lắc dữ vậy luôn à. Trời ơi. Sorry, sorry. Lắc quá, lắc quá. Rồi, tổng là bằng này nhá mấy đứa nha. Chán ghê hồn. Trời ơi, bình thường thôi. Thường nói. Đừng lo, 3 năm nữa. 3 năm nữa bay khi mà bay có em trai hay là em gái gì đó học lớp 11 đó, bay sẽ nhìn vào và bay sẽ chẳng nhớ được những thứ này là gì hết. Đấy. Bay sẽ xem những thứ này là người dưng nước lã à, chẳng nhớ được quỷ yêu gì đâu à, xong bắt đầu tự hỏi úi dồi tại sao hồi đó mình ghê quá, làm sao mà mình có thể đi làm được những thứ kinh thiên động địa như vậy được, ghê gớm thật, thề thề. Chẳng biết tại sao là cơ man đâu mà có thể làm được những thứ như vậy. Rồi làm tiếp nào. Úi dào còn 10 phút à.
Ô, còn 10 phút thì chắc là bài 3 là mình sẽ gác lại em đó nhá. À, bài 3 mình sẽ gác lại. Bây giờ làm bài 3 thì nó sẽ ok, hoặc là mình không làm được. Hay đó Đường ơi. Hay đấy. Tôi là tôi thích chú rồi đấy, tôi thích ý nghĩ của chú rồi đó, hoặc là không làm được. Tại sao mình lại không làm được những thứ vớ va vớ vẩn như vậy nhỉ? Hay. Hay đấy, hay đấy. Hay, hay. Rồi. Rồi làm bài 4 luôn nha mấy đứa ơi. Bài 4 nha. Chứ 10 phút làm sao mà chiến được bài 3 được. Trời ơi bài 3 cần cả 20 phút. Ừ, bài 4 luôn nha. Tìm tập xác định của hàm số. Rất dễ mấy đứa ơi. Thằng này xác định y xác định tương đương đâu khi làm tập xác định là mấy đứa cần phải làm hai bốn thứ. Bốn thứ, thứ nhất coi thử coi có mẫu không, cho mẫu khác không, thứ nhất. Thứ hai coi thử coi có căn không, cho biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng không. Thứ ba coi thử coi có tăng không, nếu có tăng thì cho góc của tăng khác bi chia 2 cộng kb. À tốt nhất mấy đứa nên nhớ luôn lại nhé. Thứ tư coi thử coi có cô tăng hay không, nếu có cô tăng thì mình sẽ cho góc của cô tăng khác kb. Cho bốn cái nha. Nếu giả sử không có cả bốn cái luôn thì tập xác định là D bằng ER. Ok guys, chỉ bằng đó thử thôi. Rõ ràng thằng này có mẫu với căn, làm thôi có hai cái chứ nhiêu. Có hai cái chứ nhiêu. Đây. Thứ nhất là mẫu 1 cộng cos x nó phải khác không? Đấy, thứ nhất. Thứ hai là nguyên cái cục trong căn á nó phải lớn bằng không, 1 trừ cos x chia cho 1 cộng cos x phải lớn hơn hoặc bằng không. Được chưa mấy đứa? Ừ, được chưa? Dạy thôi, dạy thôi. Thì cái ở trên nó dạy dễ hơn đó bay ơi. Ở trên dạy dễ hơn là trên chỉ là đẩy một qua. Sau đó đi làm phương trình đặc biệt ở đây thôi đúng không? Dễ mà, dễ luôn. Còn cái này, cái dưới nè. Cái dưới làm sao bay? Rồi cái dưới đây. 1 trừ cos x chia 1 cộng cos x à, lớn bằng 0 mà. Nếu như mấy đứa để ý một tí là mới sẽ làm được dễ lắm mấy đứa. Tại vì mấy đứa có tại vì mấy đứa có cos x kẹp giữa từ trừ 1 cho đến 1. Đúng không? Cho nên là mình sẽ suy ra được suy ra được cái gì? Thứ nhất, dưới mẫu 1 cộng cos x bảo đảm sẽ lớn hơn hoặc bằng không. Hợp lý chưa? Tại vì sao đây mình cộng 1 vào đây, đúng không? Cộng 1 vào đây luôn. Cộng 1 vào đây luôn thì mình sẽ ra được là không này, không nhỏ hơn hoặc bằng cos x cộng 1 đúng không? Hợp lý chưa? Mình đâu cần cộng 1 khỏi cộng 1 đây. Thì nó nhỏ bằng 2 kẻ 4 đó, chỉ cần biết cái mẫu này nó dương thôi. Được chưa? Cái mẫu này dương nha, mẫu dương nha. Tiếp nè. Và thêm cái nữa. Và cái gì? 1 trừ cos x. 1 trừ cos x nó sẽ dương luôn mấy đứa. Có đúng không? Có hợp lý không nè? Mấy đứa xét chỗ này nè. Cos x nhỏ hơn bằng 1 vậy. Đúng không? Bây giờ mình chuyển cái cos x này qua bên phải thì nó ra 1 trừ cos x lớn bằng 0, đúng không? Hợp lý chưa? À, cái mẫu cái tử 1 trừ cos x nó cũng dương luôn, lớn bằng 0 luôn. Đấy, vậy tự nhiên trên tử lớn bằng 0. À, đây, đây ủa là cái này. Đúng rồi, đấy, đấy trên tử lớn bằng 0. Dưới mẫu cũng dương luôn, lớn bằng 0 luôn. Đấy, vậy tự nhiên dương chia dương mà lớn bằng 0 thì điều này là luôn đúng rồi. Thằng này là luôn đúng rồi. Đấy, biết xét chưa? Thấy không? Từ một cái thứ rất phức tạp nha. Phức tạp thiệt. Thật sự rất phức tạp nha. Nhưng mà mình xét một tí thì tự nhiên là luôn đúng. Được chưa? Luôn đúng vì sao? Vì cục này nè.
Đấy, vị đống này nè, được chưa? Vậy thì mình chỉ cần giải cái đống này là xong thôi. Ok guys. Giải thôi. Đâu, giải này dễ nha. Trời ơi, có x khác trừ 1 thôi có gì đâu. Bây giờ đi bấm shift code của trừ 1, đi làm phương trình đặc biệt. Shift code đâu? Code đây, trừ 1. Bằng bi. Bi là cái đầu mình nha. Vậy x nó sẽ khác bi. Đấy, cộng cho k2b. Tại vì sao k2b vậy? Tại vì chỗ này là trừ 1. Ok guys. À, tất nhiên k chỗ này thuộc z nha. Ok, thuộc z. Đấy, vậy từ đây kết luận thôi. Tập xác định D. Tập xác định D bằng R. Bỏ đi cục đó đó, bi cộng cho k2 bi, thế thôi, được rồi đó. Đấy, đi kiểm tra là từ này trở lên nè. Đấy, đi kiểm tra từ này trở lên nè, thấy không? Không thấp hơn đâu, thấp hơn dễ quá, thấp hơn coi thường bay quá đúng không? Trời ơi, chẳng lẽ ra y bằng cos x ha? Tìm tập xác định của hàm số y bằng cos x, suy ra d bằng r, lạy mẹ ơi. Vậy thì coi thường mình quá đúng không? Trời ơi, ông thầy ông dạy đã đời, ông bà cô dạy đã đời, xong rồi cho vài bài kiểm tra rồi vớ vá vẩn, coi thường mình à ha? Cứ tưởng là mình không biết làm mà, cho nên là cho bài kiểm tra dễ à? Ôi trời ơi, đâu thầy cô sẽ không có coi thường mày đâu. À, mấy ông thầy trên trường sẽ cho đề khá là khó à, để mà xứng đáng với công học tập của bay đúng không? Bay học đã đời, bay ôn đã đời thì trường sẽ cho đề khó chứ, hợp lý chưa? Từ đây trở lên thầy, từ đây trở lên à, đấy thấy không? Rồi à, từ đây trở lên đấy, từ đây trở lên đấy, từ đây trở lên thấy không? Rồi từ đây trở lên đấy, cái bài most biết nè, còn cái bài này khó quá. À, cái bài luyện tập thôi, thề luôn không có cho bài như vậy đâu, cho bài này nè. Đấy, từ đây trở lên. Ok chưa? À, nói chung á là khi mà bay được ôn tập á, tao ôn tập cho bay á thì bay sẽ làm những câu từ những câu cơ bản đến câu nâng cao làm hết, bao nhiêu thứ làm hết, được chưa nha? Ừ, úi giời, tao tưởng là hôm nay làm được hết 5-7 bài đấy. À, thôi lần sau làm chẳng sao hết, được chưa? Nhờ mấy đứa nha. Rồi, coi là bài nha. Ai bị lắc, ai bị giật, ai bị rè rè, ai bị ao thì coi là bài nha mấy đứa nhá. Ok không? Rồi, hy vọng lần sau là mình sẽ học ngon lành. Rồi, nghỉ cho mấy đứa nha.